chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến top những môn phái nội công cực mạnh trong giới hạn cấp 79. Anh em cũng biết là giới hạn cấp 79 chúng ta sẽ có nhiều tính năng mới, ví dụ như là có mật tịch chung nè, có được cái trang bị thú cưỡi nè, và có chiêu 7x đồ này nọ cái kiểu. Những anh em đang hệ nội công cũng không biết, trời ơi, bây giờ là 7x rồi, nếu mà chúng ta có đổi phái thì đổi qua phái nào bây giờ? Tại vì nhờ 79 này, nhiều môn phái nhờ cái mật tịch chung nó có thể quay trở lại, nó có thể nó trỗi dậy, và cũng nhờ một vài môn phái đến giới hạn 79 cấp bắt đầu đủ điểm tăng, nó cũng sẽ bắt đầu có được sức mạnh ổn ổn rồi đó, thì cho anh em có thể trải nghiệm. Video ngày hôm nay cua sẽ đánh giá theo tiêu chí thứ nhất, đó chính là theo cá nhân của mình, quan điểm cá nhân. Sau khi mình trải nghiệm các môn phái, trải nghiệm luôn ở giới hạn cấp 79 thì mình thấy môn phái nào nó ok, mình sẽ chia sẻ cho anh em. Tiêu chí thứ hai đó chính là về kỹ năng. Tiếp theo đó chính là tiêu chí chúng ta nhờ cái mật tịch mà cái môn phái của chúng ta trỗi dậy mạnh hơn đó. Và cuối cùng đó chính là cái độ phổ biến của môn phái đó. Nhiều anh em lựa chọn môn phái đó thì môn phái đó chắc chắn có một cái điểm mạnh gì đó người ta mới tận dụng, người ta mới lựa chọn, đúng không? Chủ yếu là để anh em có được những cái thông tin tham khảo, nhất là những anh em đang ở cái hệ nội công mà muốn chuyển qua những cái môn phái khác trải nghiệm, muốn trải nghiệm game này với cái màu sắc mới hơn, thay vì chúng ta tối ngày chơi một cái môn phái nào đó, đúng không? Thì anh em sẽ có được cái thông tin cơ bản để cho anh em có thể là anh em trải nghiệm cái game này tốt hơn. Và đây chỉ là quan điểm cá nhân của cua, có thể là đúng ý với một vài anh em, cũng có thể là không đúng ý với một vài anh em. Nên là những anh em nào mà đồng ý với cái cách nói của cua, với cái quan điểm của cua, có thể tham khảo. Còn nếu anh em nào không đồng ý, có thể bỏ qua cái video này. Tại vì video của mình không dành để cãi lộn hay là để tranh cãi cái gì cả. Nếu anh em có ý kiến khác, hãy comment văn minh phía bên dưới, chúng ta cùng thảo luận nha. Top 1 đó chính là anh Võ Đăng Khí, một môn phái chùm mượn chiến với cái chiều vạn kiếm quy tông, thêm cái có thần dương vô cực. Trời ơi, ta nói chống đỡ sát thương cái kiểu. Và cái chiêu này nó có thêm cái là đánh vô mất mana lời, còn Võ Đăng Khí nên lời thật sự. Về sau thì anh em tăng full cái chiêu 6x, có bộ quà để tránh nè, có thêm xác định chi mạng tỷ lệ chón nè, trời, đánh tấn công chúng ta được giảm chờ của chiêu vạn kiếm quy tông nữa. Ngon không? Quá ngon chứ. Rồi chưa kể nha, bây giờ là chúng ta tăng nhiều lên thì tấn công của chúng ta tăng được cao nữa, tấn công phần trăm, tấn công cơ bản đó anh em, tăng rất là dữ dội. Và ở trong cái giai đoạn 79 thì chúng ta có thêm một cái mật tịch giúp cho môn phái Võ Đăng Khí đã mạnh nay còn mạnh hơn nữa với cái chiêu của nó. Đây anh em cứ thấy nè, cái chiêu này đúng không, chúng ta chống đỡ sát thương đúng không, là chúng ta đỡ biết bao nhiêu đàm này, thấy không? Vậy khi mà cái chiêu này bị bởi, bị phá hủy, chúng ta sẽ được vô địch và tăng chí mạng cực kỳ ngon. Nếu như anh em sử dụng level 1 thôi là anh em đã được vô địch trong vòng 1 giây rồi. Quá kinh khủng luôn anh em, thật sự quá kinh khủng. Mình không biết trong tương lai môn phái hệ mộc tiếp theo xuất hiện là con ngũ độc có thể trị cái con Võ Đăng Khí này hay không, chứ thật sự giờ cô thấy con này nó khủng quá đi, quá kinh khủng. Nên là hạng một là điều tất yếu, đương nhiên, đúng không? Môn phái tiếp theo trong video ngày hôm nay đó chính là môn phái Nga Mi Chưởng, một môn phái mới xuất hiện trong phiên bản này. Thì Nga Mi Chưởng là một môn phái hệ nội công, khi mà anh em sử dụng Nga Mi Chưởng anh em chơi full đam cho cô, nó sẽ rất là mạnh. Cái chiêu Phật Quang Chứng Ý giúp cho bản thân của chúng ta tăng 20% tấn công cơ bản, tăng một lượng đam cực kỳ kinh khủng trong vòng 20 giây. Quá khủng khiếp luôn. Nếu như anh em nào mà thích chơi theo dạng quần chiến thì anh em sẽ tăng full luôn cái chiêu Phiêu Tuyết Xuyên Vân này. Chiêu này chơi từ xa đam đã to nha, mà anh em áp sát đam còn to ác nữa, dính nhiều chưởng lắm. Chiêu này ngon, thật sự dữ dội lắm. Cái con Nga Mi Chưởng này càng về sau nó càng mạnh, tại vì càng về sau chúng ta sẽ có được nhiều điểm và chúng ta tăng được cái lượng búp máu rất là khủng khiếp. Nói chung là con nào nó có bất tử là con đó lời, cái thứ hai con nào có hồi máu ngon là con đó lời đó. Nên là cái con Nga Mi thật sự là nó tăng búp nè, thấy không, tăng lực tay nè, bây giờ nó có thêm búp máu nó ngon lắm luôn á anh em. Khi mà anh em đã lựa chọn con Nga Mi Chưởng thì anh em nhớ chơi full đam cho cô, đừng chơi hỗ trợ gì cả. Đã chơi Nga Mi Chưởng phải đẩy full đam. Hiện tại mật tịch chung của nó thì nó sẽ tăng thêm, đó chính là tỷ lệ làm chậm và phạm vi của chiêu đánh thường của chúng ta phong sương tan ảnh tăng thêm nữa. Và chưa kể cái chiêu bất diệt bất tuyệt là cái chiêu giúp cho môn phái Nga Mi khi mà dưới 30% máu nó có thể kích hoạt hồi máu. Đây là môn phái hạng gì trong cái video này,
mạnh lắm á, đừng có đùa. Hiện tại cô vừa mới mở vài slot trong dịch vụ cắm chain của mình. Anh em nào mà không có thời gian cắm chain và không có thời gian làm full hoạt động, anh em có thể nhắn tin vô Zalo cho cô để cô tư vấn cái gói dịch vụ cắm chain của mình. Và đừng quên, cô cũng có cái dịch vụ build ad cho anh em. Nếu anh em nào mà muốn build ad cứ tích tầm khoảng 8k vàng với lại 4k kim lồng, nhắn tin vào Zalo cho cô sẽ build ad cho anh em. Lưu ý là cô build ad cô sẽ lấy phí nha. Môn phái thứ ba trong video ngày hôm nay đó chính là môn phái Đoạn Thị Kiếm. Cô chưa bao giờ đánh giá thấp cái con Đoạn Thị Kiếm này và chưa bao giờ đánh giá thấp những anh em chơi Đoạn Thị Kiếm mà anh em ưu tiên tăng cái chiêu số 4 này. Cái chiêu số 4 này nó rất là mạnh, thật sự luôn. Nếu như anh em đi chung với một cái team mà con không chế cứng thì khi mà đối phương bị không chế, chỉ cần con Đoạn Thị Kiếm đặt đúng cái chiêu này đánh trước mặt những cái người đang bị không chế, hay còn gọi trước mặt đối phương, nó đẩy và nó gây ra một lượng đam cực kỳ kinh khủng, thật sự luôn. Anh em nào mà tăng full chiêu này trước là xứng đáng là thiên thần, đúng không? Thật sự, cô đã từng chơi con Đoạn Thị Kiếm và tăng chiêu này, cô cũng là một trong những người thiên thần đó đó anh em. Và cái con Đoạn Thị Kiếm này, chúng ta có được một chiêu giúp cho bản thân nó quá giải sát thương sẽ giúp cho con Đoạn Thị Kiếm nó trâu. Ok phép. Qua giai đoạn cấp 79 thì chúng ta sẽ có mật tịch chung. Mật tịch chung thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho cái chiêu Kim Ngọc Mãn Đường, là cái chiêu đánh thường sẽ giúp cho chúng ta đánh thường bây giờ nó sẽ ok hơn, sẽ ngon hơn, đàm to hơn. Cái chiêu mật tịch này ok lắm á anh em. Và nó hỗ trợ cho cái chiêu số 1. Thì chiêu số 1 này thì cô thấy là nó không có ngon bằng chiêu số 4. Phải chi nó chơi luôn cái hỗ trợ chiêu số 4 thì thật sự là cái con này nó nằm trong top 2 luôn á anh em. Nó chỉ thua thằng bức tử lần cho đăng ký rồi. Chứ thật sự cái chiêu này nó lợi hại lắm. Tiếc là cái mật tịch chung của nó không có hỗ trợ chiêu cuối ha. Đúng là có một cái sự hạn chế nhẹ nhẹ. Nếu mà chơi mật tịch chung mà hỗ trợ chiêu số 4 nữa cực kỳ dữ dội. Môn phái tiếp theo đó chính là môn phái Cung Long Kiếm. Đây là một môn phái có cái chiêu đánh thường rất là xa và đam tai cái chiêu đánh thường. Nói chung là cái đam của chiêu đánh thường này rất là mạnh luôn anh em. Nếu như mà anh em muốn sóc đam chết một người nào đó mà anh em chơi theo dạng mà hỗ trợ á, đây là một môn phái cũng rất là xứng đáng dành cho anh em cả trai chơi hỗ trợ. Tại vì cái chiêu số 4 này nè, nhiều anh em sẽ không để ý cái chiêu này, nhưng thật sự cái chiêu này nó kinh khủng lắm. Ngự phong thuật chúng ta gây ra đam to đúng không? Khi mà đối phương mà bị dính cái chiêu này, đối phương sẽ tăng sát thương phải chịu. Đây là một môn phái ta nói là có khả năng trừ vào sát thương thu nhỏ của đối phương. Ví dụ nha, đối phương bị dính chiêu này, kiểu giống như là khả năng đối phương mà bị dính đam nhiều hơn nữa à, kiểu như cái này giống như trừ giáp vậy đó nè. Thu nhỏ sát thương trừ này. Bình thường thu nhỏ sát thương cộng là cái sát thương chúng ta nhận vào nó sẽ giảm đi đúng không? Còn thu nhỏ sát thương trừ là sát thương nhận vào chúng ta sẽ to hơn. Ghê gớm lắm anh em. Thật sự là như vậy. Nếu như chúng ta tăng full thì cái thu nhỏ sát thương này nó là một cái con số rất là lớn. Thời gian duy trì nó cũng tăng nữa. Nên là nếu như mà đi hỗ trợ thì đây là một cái môn phái hỗ trợ cũng rất là bén luôn anh em. Cái chiêu làm nên tên tuổi của con Cung Long Kiếm là cái chiêu này đây. Những ông nào mà dưới nửa cây máu mà gặp mấy ông Cung Long Kiếm chí mạng sát thương chí mạng cao giật cái chiêu này, ta nói là nát não luôn, rất là ghê, quá khủng khiếp luôn. Môn phái Cung Long Kiếm chúng ta sẽ được hỗ trợ, đó chính là phạm vi của Túy Tiên Thác Cốt sẽ được tăng thêm, tăng lên 2 ô, và Ngự Phong Thuật sẽ giảm 3 giây. Túy Tiên Thác Cốt là cái chiêu số 1. Chiêu số 1 này chơi trong đám đông ngon lắm nha anh em, nó giật xét liên tục luôn, giật đau lắm. Cái chiêu đánh thường là đam to lắm nha anh em, đam to và đánh xa nữa, ok lắm. Vì vậy là cô xếp cái môn phái Cung Long Kiếm là một môn phái đứng hàng thứ 4 khi mà chúng ta trải nghiệm những môn phái theo dạng hệ nội công. Tiếp theo đó chính là môn phái Thiên Nhiên Kiếm. Thì tuy là một môn phái không có được một cái sự ưu ái về mặt mật tịch. Mật tịch của Thiên Nhiên Kiếm ta nói là vái cái nồi luôn, tăng phán đoàn tầm xa. Với cái hiện tại thì phán đoàn tầm xa anh em cũng hiểu à, nó dữ dội cái nào à, đúng không anh em? Giờ, ôi, tăng full, tặng 500 điểm phán đoàn tầm xa lận anh em. Phải nồi thiệt, Thiếu Lâm nó có quá trời phán đoàn luôn mà ta không hềm tăng. Giờ, mật tịch chung của Thiên Nhiên Kiếm, 500 điểm. Tuy một cái pha mà ta nói là cực kỳ vô lý hư cấu, nhưng mà cũng cực kỳ vô lý hư cấu, nói chung là siêu vô lý hư cấu. Nên là nếu như chúng ta tận dụng tốt cái cách PK và build đồ tốt, tăng điểm tốt này nọ các kiểu, thì đây là một môn phái chơi đã lắm. Cái chiêu thập diện mai phục chúng ta sẽ có tấn công cơ bản tăng 50%, tuy chỉ tăng 8 giây, nhưng trong 8 giây đó chúng ta có thể làm rất là nhiều chuyện. Chúng ta có thể gây ra một lượng đam cực kỳ khổng lồ với cái chiêu vũ đả lê hoa. Cô đã từng trải nghiệm cái môn phái Thiên Kiếm build chí mạng sư thân chí mạng cao và
khi mà búp vô cái chiêu này. Đâu, khi mà trong trạng thái của chúng ta đang được búp cái chiêu thập diện mai phục, cô chơi cái vũ đả liêu hoa ngay vị trí của anh võ đan khí, ngang võ hàm và ngang tài phú. Lên chí mạng một cái, ổng đứt luôn. Ổng lên đường luôn anh em. Phải nồi thiệt, cực kỳ khủng khiếp. Khả năng sốc đao ok lắm. Đây là một môn phái mạnh nha, chứ không yếu. Chỉ là có cái mực tịch nó quá chuối thôi. Mực tịch này chỉ dùng được né tránh và tạm dùng được thằng sinh lực tối đa này. Cái dòng phản đòn này nhìn ngứa con mắt thiệt anh em. Đúng ngứa mắt luôn á, vãi nồi. Thì trong video ngày hôm nay anh em có thể nhìn thấy vàng hay thủy là sử dụng được hết, nội công mạnh hết luôn anh em. Tuy là hạng nhất là con võ đan khí, tại vì môn phái này nó quá mạnh này, nhưng mà những cái môn phái hay thủy còn lại theo như cua vẫn rất là mạnh. Anh em build tốt, sử dụng tốt nó rất là mạnh nha. Những cái môn phái khác như là minh giáo kiếm, tại sao không có xuất hiện trong video ngày hôm nay? Ủa, võ đan nó nhiều quá trời, xong chơi minh giáo kiếm nha cua. Minh giáo kiếm mạnh đó anh em, không yếu đâu. Không có môn phái yếu đâu anh em, chỉ có người chơi phới thôi. Với lại cái tham vọng của mấy ông, ví dụ mấy ông thấy minh giáo mấy ông muốn chơi cái chiêu đánh thường, chơi chiêu đánh thường cái là chơi cái gì rất đam, vô đam rất là lớn, thấy không? Rút đam rút độc cái kiểu rất là dữ dội vào đối phương, đâu được đâu mấy ông. Bây giờ mấy ông muốn làm như vậy, mấy ông phải build chí mạng, sẽ từng chí mạng nhiều, phải build công cực kỳ nhiều luôn. Mấy ông muốn sốc đam người ta thì mấy ông phải canh cái chiêu số 1 hoặc là chiêu số 4. Đối với thằng mình giáo kiếm, phải canh cái chiêu đó để kết thúc đối phương. Cái chiêu đánh thường chắc chắn phải tăng nhiều rồi. Mà bây giờ mấy ông nghĩ đi, cái con mình giáo kiếm nó chơi cái nó gây ra 4 đam thì phải chơi từ từ, đòi hỏi mấy ông phải build chí mạng, sẽ thương chí mạng cao chứ. Mấy ông mới có thể mà mấy ông gây ra lượng đam ok cho người ta được chứ. Chứ mấy ông mà mình giáo kiếm mà mấy ông toàn là build theo dạng mà phun thủ hay là đam không, không có chí mạng sẽ thương chí mạng, làm sao mà chúng ta gây ra lượng đam cho người ta được, đúng không? Nên là anh em cũng phải xem hiện tại mình build như thế nào. Cô nói rồi, minh giáo kiếm không phới, do mấy ông phới á, mấy ông build không tốt thôi. Chứ thực ra nó chơi rất là ok nha. Còn các môn phái như là thiên nhẫn đao hay là con cá ban rồng, không phải là nó không mạnh, nhưng mà tại vì trong video này tôi chỉ làm 5 người thôi, 5 môn phái thôi. Những cái môn phái như là thiên nhẫn đao, thằng cá ban rồng, build tốt, sốc đao vẫn ác, vẫn ok. Như mình nói thêm một lần nữa, không có phái yếu, chỉ có mấy ông yếu thôi. Nên là anh em đừng có sợ, đừng có nghe bất cứ cha nội nào trong bang. Đặc biệt á, anh em thường bị một cái đó chính là nghe lời những cái ông không chơi môn phái đó phán. Và anh em nghe, ví dụ nha, anh em muốn chơi minh giáo kiếm, anh em đang là công lông kiếm, muốn chơi minh giáo kiếm đúng không, định chuyển qua để thấy mấy con công lông nhiều quá, với lại mấy con chỗ đang nhiều quá định chuyển qua, xong rồi thấy cha nội kia đang chơi thí yên hay là chơi môn phái nào không quan tâm, tao thấy minh giáo yếu xìu không mà đừng chơi, gọi nghe lời theo cũng không dám chơi luôn. Vãi nồi, mấy ông thích môn phái nào mấy ông cứ chơi đi, đừng có nghe lại con cha nội nào trong bang nói chuyện hết trơn á. Mấy ông chơi đi, mấy ông build tốt đi, mình mới trải nghiệm được ok chứ. Chứ đừng có nghe lời người ta nói gì trơn á. À, của anh em mà, người ta đấu chàng anh em đâu người ta biết, đúng không? Nên anh em build tốt đi, của anh em tự chơi, thích phái nào cứ chơi phái đó. Còn nếu như mà bị thọt quá thì cứ liên hệ vô Zalo cho cua. Zalo xin của cua 0946496490. Cua có làm cái dịch vụ build ạc cơ bản cho anh em á. Nếu như build sai thì anh em có thể liên hệ vô Zalo cho cua. Và anh em nhớ tích trước 8k vàng và 4k kim long. Và khi mà cua vào ạc, cô sẽ lấy phía trước. Cua build cho anh em, cua không lấy tài phú. Chỉ là nếu như anh em build sai cái chỗ nào đó thì cua chỉnh lại cho anh em build đúng thôi. Và cua sẽ hướng dẫn chia sẻ cho anh em build như thế nào cho ạc của anh em mạnh. Chỉ vậy thôi. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em về những môn phái hay nội công. Và những anh em nào có ý định build ạc hay là cấm trend, anh em có thể nhắn tin vô Zalo cho cua. Zalo xin của cua 0946496490. Biểu ạc thì anh em cần phải tích lại 4k kim long và 8k vàng, sau đó nhắn tin vô Zalo cho cua, cua sẽ biểu ạc và lấy phí trước. Còn anh em nào mà muốn thuê dịch vụ cấm chen của cua làm full hoạt động thì anh em cũng có thể nhắn tin vô Zalo cho cua. Khi mà vô cái dịch vụ cấm chen của mình, cua sẽ biểu ạc cơ bản miễn phí cho anh em. Còn anh em không có vào dịch vụ cấm chen của cua thì chắc chắn cua sẽ biểu lấy phí. Nên anh em nào mà muốn biểu ạc thì cứ liên hệ vô Zalo cho mình, chúng ta cùng trao đổi nha. Rồi ok, mình sẽ kết thúc video ở đây. Hy vọng anh em sẽ có thêm những cái thông tin để anh em có thể trải nghiệm cái môn phái mà anh em muốn trải nghiệm. Có thêm thông tin những môn phái anh em đang hệ nội công, muốn chuyển qua môn phái khác thì anh em có thêm thông tin để chuyển qua môn phái khác để có thể trải nghiệm game này nó ok hơn. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm
trí ở PC đều có thể ủng hộ Cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ Cua để Cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.